Trên thế giới tồn tại những hiện tượng siêu linh, không chỉ là các hồn ma bóng quế, mà còn cả các yokai, việt sắp là yêu quái, đang làm hại con người. Đối đầu với chúng là những người thợ săn yokai, tên giao dịch tạm gọi là Hunter. Hôm nay một Hunter tên Amakusa Haruaki đã ghé thăm văn phòng của Reigen bằng phong cách bùng binh ngôn ngữ. Ông ta cho hay, thế lực yêu quái mang tên Bách Quỷ đã quay trở lại. Mục tiêu của chúng là hồi sinh vị vua của thế giới yokai. Do sức mình có hạn mà team địch lại ghê, nên Amakusa muốn nhờ Reigen giúp đỡ. Nhờ vả quái gì tầm này, nhờ xong rồi có được cái đồng mốc nào không? Gã Hunter bèn cụp tiền lên bàn. Reigen lập tức lên đồ, góp một chân cứu rỗi thế giới. Tiện có cu mob đến nữa, coi như là line up đã ổn áp. Sau 7749 khu vực nghi ngờ, cuối cùng Amakusa cũng tìm ra chung cư của đám yokai. Tuy là Hunter có kinh nghiệm, nhưng đây lại là lần đầu tiên mà Amakusa chơi xăm, lại còn đá trên sân khách thế này, khiến anh chàng hơi rén. Từ rén anh chàng chuyển sang rén hơn, vì cửa vào đã bị bít lúc nào không hay. Tầm này thì chỉ có nước đâm thẳng xuyên thủng. Giải quyết xong đám yokai mới mong thoát ra. Đang di chuyển thì đùng cái, Reigen bị một con yêu quái chộp lén. Nhưng may mà được Amakusa ra tay tương cứu bằng cây thần khí có tên tiền trảm, với công năng là gãy sau mỗi lần sử dụng. Thấy tiền vô hiệu, ồ nhanh chóng ra tay, khiến con yokai cosplay thầy năm thấy nhà có khách. Đám yêu quái túa ra say hello. Do không có vị thần nào đến nhận, nên đám mob với ô liên tục cho cả đám đi bán muối. Lúc này Bách Quỷ Tứ Thiên Vương cùng yêu quái vương phải ra mặt. Nghe danh xưng lũ này cũng ghê ra phết, nhưng không ghê bằng bàn tay của tụi linh lực giả. Chỉ với vài kỹ thuật cơ bản, mob và ô đã cho tứ quái chu du về miền xa lắm. Thấy đám dưới trướng ngỏm hết, vô yêu quái bắt đầu ra trận với phun đồ nghề các thứ, rồi còn cái thủ trong một phút hơn. Ấn tượng trước kỹ năng của mob và ô, Amakusa gạ cả bọn gia nhập cùng mình, nhưng cả hai đều từ chối. Ô còn đang mài đít trên ghế bổ túc giáo dục, còn mob thì chỉ nghĩ đến ngày hội văn hóa. Nhờ có buổi đi trừ tà này mà đầu nấm đã có ý tưởng về thiết kế trang phục ma quỷ được giao. Đó cũng là lần đầu mob không cần hỏi ý kiến của Reigen mà tự giải quyết được vấn đề của chính mình. Ở một diễn biến khác, cây bông cải khổng lồ sau sự kiện của tổ chức Claw giờ đã là kỳ quan của thành phố Gia Vị. Những giáo phái mê tín dị đoan mọc lên như nấm sau mưa. Họ coi cây bông cải như biểu tượng thiêng liêng với tên gọi là thần thụ. Những nguyện ước cầu xin của các tín đồ dần tạo ra nguồn sức mạnh linh lực cực lớn. Dẫu có thế nào thì bông cải xanh vẫn là trái cây, nó không thể chỉ đường dẫn lối cho các tín đồ được. Vậy nên một cuộc biểu quyết mang tên Ai là Minh Chủ được tổ chức nhằm tìm ra người sẽ thống lĩnh các giáo phái. Trước tình hình đó, Ichi đã liên hệ với mob để dụ cậu tham gia buổi biểu quyết. Với số lượng tín đồ trong đầu nấm phái, Ichi tự tin sẽ giúp mob ngồi vào ghế Minh Chủ. Không chỉ cô nàng muốn điều đó, mà má lúm cũng đến để tác động mob nhằm dụ cậu hợp tác với mình để trở thành vị thống lĩnh tối cao. Vừa thỏa ước nguyện thành đấng của má lúm, vừa tăng thêm linh lực cho cả hai. Nhưng đầu nấm đâu ke, vì bản thân cậu đâu cần thêm sức mạnh nữa. Hơn nữa chuyện cũng chẳng liên quan má lúm. Mob còn khuyên vong xa lánh ngừng làm mấy chuyện con bò xấu xa lại, khiến vong xa lánh tự ái mà bỏ đi chẳng thèm nói thêm lời gì. Người duy nhất có thể tác động được mob chỉ có thể là Reigen mà thôi. Sau khi check profile của giáo phái đầu nấm, anh thầy nhận ra đây có thể là nguồn lợi lớn cần khai thác. Vậy nên anh thúc giục cô trò chấp nhận gấp trước khi miếng béo bở này bị cướp mất. Thậm chí Reigen còn gây chấn động khi rút hầu bao cho mob tận 5.000 yên để trùng tu nhan sắc, cụ thể là trang phục. Đang phân vân không biết sơ tai nào hợp thì mob gặp Teruki. Ơn giời, chuyên gia đây rồi. Chỉ với 5.000 yên, Teruki đã giúp mob có được combo ưng ý để ra mắt giáo chúng. Nhưng đến hôm ấy, mob ngồi chờ đợi từ sáng đến chiều nhưng mãi chả thấy Ichi đưa người đến rước. Cậu không biết rằng cuộc biểu quyết ai là minh chủ đã tìm ra người chiến thắng. Tên này có giao diện chuẩn đến 96,69% so với mob. Hắn chỉ cần show kỹ năng mộc độ, triệu hồi một bông cải xanh ngay trên sân khấu là đã đắc cử ngay, không cần trách va. Ngày hôm sau, mob đến gặp Ichi để hỏi lý do cô bạn cho mình leo cây thì nhận được một tin cực sốc. Việc chọn cậu chỉ là sai lầm, giờ họ đã tìm được người xứng đáng, nên là chúc mob may mắn lần sau. Sau giờ học, mob đến tìm Reigen và được xem thức phim về tên minh chủ. Thấy cô trò hơi suy, anh thầy an ủi luôn: thôi mất keo này ta bày keo khác, khối cách kiếm rồi khỏi phải lo. Mà muốn an tâm kiếm tiền thì phải giải quyết vụ này cái đã. Reigen đã cho mob xem những hình ảnh về các công trình bị thần thụ xâm lấn. Mối nguy này ngày càng lan rộng, nếu không ngăn chặn thì hậu quả sẽ khôn lường. Vậy nên họ phải ra ngay và chóng, vì dù sao cái cây kia cũng là tác phẩm của mob. Trong khi ấy, trên đường phố, các sản phẩm liên quan đến thần thụ được phân phát miễn phí đến người dân. Người người nhà nhà ai cũng mê những chế phẩm này, chỉ là không mê bằng tai nghe One Audio Pro C. Headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng. One Audio Pro C đến đây với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bass sống động, thiết kế trẻ trung với hai màu đen và bạc champagne, nhìn khá là sang trọng và thời thượng. Thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Và dĩ nhiên, khi mua hàng tại đồ chơi công nghệ 7,
thì là bạn đang mua hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ 12 tháng. Ưu đãi dành riêng cho người xem của The Reviewer. Khi mua tai nghe còn được tặng loa chính hãng trị giá đến 299k. Mua đấy. Nhưng họ không biết rằng ẩn trong đó là một sức mạnh tẩy não ghê gớm. Teruki cũng được tặng một hộp bánh làm từ nguyên liệu này. Sau khi cậu thẩm một miếng bánh từ bột thần thụ, cậu nhận ra ngay vấn đề từ nó, nên lập tức đến thần thụ để giải quyết vấn đề ngay còn kịp. Nhưng đòn tấn công của cậu đã bị vô hiệu, thậm chí còn bị bắt vào bên trong. Đối mặt với tên minh chủ, Teruki thêm lần nữa bị tẩy não. Nhờ ý chí của Teruki vẫn còn cao nên đã kịp thời thoát ra, mà lao đến động tay động chân ngay với tên minh chủ, khiến gã nằm dí trên thân thần thụ nhưng không xi nhê. Thêm lần nữa hắn chơi trò tẩy não. Nhưng Teruki giờ đã có miễn dịch nên là vô sự, thậm chí cậu còn hóa tăng duy tân, cắt vụn tên minh chủ thành nhiều mảnh. Dĩ nhiên đó chưa phải hồi kết. Teruki sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng nhận ra danh tính thật của tên minh chủ. Còn ai trồng khoai đất này ngoài má lúm? Vòng xanh lá đã hấp thụ sức mạnh của thần thụ để trở thành thần linh chi phối vạn vật. Với khả năng của Teruki hiện tại thì rất khó để thắng trước má lúm phiên bản full mana. Trở lại với cuộc thanh trừng của thầy trò Mob, vì sức của Mob không đủ để nhổ thần thụ nên đã gọi thêm Ritsu đi theo. Nhưng họ không ngờ rằng sau khi ăn một cái kẹo từ thần thụ, Ritsu đưa hai thầy trò đến cơ sở của giáo phái đầu nấm nhằm thuyết phục cả hai tham gia. Nhận ra tình hình đã căng, hai thầy trò ba chân bốn cẳng chạy trốn. Regen cũng nhận ra nguyên nhân từ những chế phẩm từ thần thụ. Tình hình càng căng thẳng hơn khi mọi người trong thành phố đều đã dính. Giờ chỉ còn cách đánh bại tên minh chủ thì mới mong giải hết bùa phép này. Trên đường đến thần thụ, Regen có biểu hiện lạ lắm. Anh quay sang thuyết phục Mob dừng việc chống cự lại. Nghe xong mấy lời đó, đầu nấm bắt đầu nghi ngờ thầy mình cũng đã dính trưởng. Cho đến khi Regen làm hành động giống những người khác, Mob khỏi nghi ngờ nữa mà sang khẳng định chặt tất cả mọi người đều đã bị chi phối. Mob buộc phải ra tay thanh trừng một mình. Khi đến nơi, cậu được tất cả tín đồ tôn vinh với danh hiệu Hokage đầu nấm đệ nhất. Nhưng điều ấy không làm Mob chùn chân. Suốt thời gian Mob đi vào, má lúm không ngừng thuyết phục cậu làm con nhang đệ tử của thần thụ. Mob say ứ không ừ. Má lúm đưa thêm một offer nữa cho Mob với 50% cổ phần trong giáo phái. Cả hai sẽ cùng nhau thống lĩnh. Ông ta hiểu rằng một khi có cu cậu này làm đồng minh, giáo phái đầu nấm sẽ bành trướng. Chẳng mấy chốc thế giới sẽ nằm trong tay họ mà thôi. Bạn bè, người thân, những người khác đều đã bị chi phối. Nếu Mob cứ cố chấp thì cuộc đời cậu sẽ mãi trong đáy vực cô độc. Mặc cho má lúm thuyết phục, Mob vẫn nhất nhất rằng ông đã sai. Cậu yêu cầu vong xa lánh trả tự do cho mọi người. Nếu không đừng trách Mob thủ hạ không lưu tình. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Teruki sau khi được Mob cứu khỏi thần thụ đột ngột quay sang ủng hộ má lúm mà thuyết phục Mob. Má lúm cũng đá thêm vào. Này thì nói lầm nói lốn, Mob đã lên cơn quạo thật sự. Thấy cu bạn cứng quá, Teruki bèn ra tay trước. Sau một hồi nỗ lực, cậu cũng chẳng làm gì được hơn mà cam chịu để Mob khống chế. Nhưng má lúm đã can dự vào, búp một lượng lớn linh lực cho đầu vàng, giúp cậu ta trở lại bằng một đòn tấn công khủng khiếp, khiến cho Mob bị thụt hố. Ở đâu đó đầu nấm bị rễ của thần thụ giở trò tẩy não. Nhưng nhờ lý trí cao mà cậu không bị nuốt chừng, Mob bật chế độ phản kháng, thổi bay cả Teruki ra ngoài. Giờ chỉ còn Mob và má lúm thượng đài, vòng xa lánh kết hợp mộc độn với phân thân chi thuật để bắt lấy Mob. Đầu nấm vẫn như mọi khi, đối tấn đến đâu cậu trả x10 đến đấy. Nhưng điều đó không kéo dài được lâu, Mob đang cá đuối dần do bị thần thụ hút dần linh lực. Sau khi khống chế được Mob, má lúm bắt đầu hiện nguyên hình, tưởng làm được cái gì ghê gớm lắm. Ai dè má lúm lôi crush của Mob ra để thuyết phục. Cái giá phải trả cho sự ngu dốt này là một combo tẩm quất massage toàn thân, không trượt phát nào, hết chịu đựng nổi. Má lúm kích hoạt chế độ full body rồi chuyển sang dạng super Arcling Gold để chiến một trận song phẳng với Mob. Với sức mạnh mới, má lúm đã có màn chào sân ấn tượng ra phết. Với combo đòn khiến cho Mob không kịp trở tay thay quần áo, má lúm hiểu rằng khứa đầu nấm không phải là bất bại. Chỉ cần khiến linh lực của cậu ta về zero là mình sẽ win chặt. Nhưng có điều Mob càng đánh càng mạnh, tưởng như quả này má lúm nguy to thì một sự cố xảy ra khiến cậu chuyển rẽ hướng. Khi má lúm lao đến tấn công, đã vô tình thấy được chiếc áo mới mua của Mob, không kiềm chế mồm miệng. Má lúm chê chiếc áo như một sai lầm của tạo hóa, sộc tận óc vì bị chê. Cảm xúc của Mob dâng trào đến 100%. Nhưng thay vì mất kiểm soát rồi thanh trừng má lúm, cậu lại giải phóng toàn bộ ra ngoài. Mob cho rằng nói chuyện với má lúm sức mạnh là thứ dư thừa, đặc biệt là với người mình tin tưởng. Má lúm là người duy nhất dám nói thật về chiếc áo. Điều đó càng chứng minh tính chân thành của ông hơn. Má lúm không phải là ác linh nguy hiểm hay gì cả, chỉ là bị ngạo nghễ hơi quá mà thôi. Cái đấy thì ai cũng mắc phải. Chính Mob đã quá tự cao mà không thèm để ý đến má lúm. Nếu như cậu biết thấu cảm nhiều hơn thì có lẽ cơ sự sẽ không ra nông nỗi này. Tuy mồm thì phủ định, nhưng má lúm cũng phần nào đã ngộ ra. Đúng là với vị thế hiện tại, ông ta có thể chi phối cả thế giới, nhưng sao thấy méo được vui lắm. Kể từ lúc bám đít Mob, tuy nhiều lúc khó ưa thằng nhỏ này thật, nhưng nó lại như một người bạn, làm xóa tan dục vọng của ông ta. Khi hai người đã hiểu nhau, má lúm quyết định giải tán đám đông. Không có thần linh thần đẳng gì hết nữa. Mob giờ đã cạn mana,
nên má Lúm đã phải cõng đưa về. Điều ông Vong không lường trước được là sau khi thụ hưởng khối linh lực khổng lồ từ các tín đồ, thần thụ đã có ý niệm riêng. Giờ đây nó muốn má Lúm giao nộp móp để làm phân bón nuôi cây. Dĩ nhiên là ông Vong đã từ chối. Sau khi đặt móp xuống rồi tạo kết giới bảo vệ, má Lúm xắn tay áo giải quyết vấn đề mình gây ra. Với bộ kỹ năng sao chép được của má Lúm, thần thụ không ngừng xuất ra các bản thể từ nhỏ đến to tổng tấn công má Lúm. Tuy đã chống trả rất nhiệt tình, nhưng linh lực của ông thì dần bị bọn phân chấm hút. Trước tình thế đó, má Lúm quyết định đổi map lên không. Tuy đã nhiệt tình đánh đông giải bắc, nhưng sức của ông Vong đã cạn, mà địch lại đã nhung nhúc còn tấn công hiểm. Tình thế của má Lúm như đèn treo trước gió. Nhưng khi móp tỉnh lại, trước mặt cậu vẫn là một má Lúm nguyên vẹn. Sau khi dốc hết tâm can để khen móp, ông truyền vào tâm trí người bạn một mệnh lệnh để cậu có thể tự dùng sức mình mà ra ngoài, cố tỏ ra là mình ổn để móp yên tâm. Thực tế má Lúm đã bị thương rất nặng, ông vẫn ở lại và tử chiến với thần thụ. Không ai biết điều gì đã xảy ra sau đó. Họ chỉ biết rằng cái cây khổng lồ đó đã bị nhổ cả gốc mà bay đi. Còn móp biết rằng má Lúm sẽ không thể trở về được nữa. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới thế mà Tome Kurata, chị trưởng của câu lạc bộ tâm linh, sắp phải ra trường. Trước khi câu lạc bộ này về miền thương nhớ, Tome đã tập hợp tất cả thành viên lại để đàm đạo những kỷ niệm xưa cũ. Tuy nhiên với đám này, câu lạc bộ tâm linh chỉ là chỗ ăn chơi, chứ có quần què gì đâu mà kỷ với trải niệm. Nghĩ mà suy, tuyến lệ của Tome bỗng rỉ nước. Với cô, nơi đây vô cùng đặc biệt khi bản thân có thể chia sẻ ước mơ. Nếu mọi người đã không trân trọng như vậy thì khỏi đợi đến hết năm. Tome tuyên bố dẹp mẹ câu lạc bộ ấy đi. Cảm được nỗi lòng của chị trưởng, cả đội quyết định giúp cô hoàn thành tâm nguyện, giao tiếp với người ngoài hành tinh. Họ tìm đến gặp Mop để xem cậu có thể giúp được hay không. Vấn đề là đầu nấm không dành về thần giao cách cảm, nhưng Ritsu thì có quen với chuyên gia. Họ đến tìm anh em vuông tròn. Tuy nhiên cặp anh em hình học chỉ bắt được Bluetooth với nhau mà thôi. Có chăng thì họ chỉ phát tán được tiếng ồn khó chịu mà chỉ linh lực giả mới nghe được. Hên xui thì tìm được một người chuyên ngoại cảm, giờ hết cách. Cả nhóm đành phó mặc cho duyên phận vậy. Để mở rộng vùng phủ âm, Mop tình nguyện truyền thêm linh lực cho hai anh em. Sau khi nghi lễ bắt đầu được một lúc, có một khứa tên Takenaka bước vào, một thành viên đã ra đi của câu lạc bộ tâm linh để theo con đường banh nỉ. Ban đầu Takenaka chỉ nói lý do là mình muốn trốn tập nên xin nhờ mông một lúc. Nhưng đến khi Mop giúp vuông tròn phát công thì khứa này mới lộ bản chất. Cậu ta vốn là một nhà ngoại cảm. Từ khi còn nhỏ, Takenaka có khả năng đọc suy nghĩ của mọi người và truyền tiếng nói của mình vào tâm trí của họ. Sau một thời gian khủng bố người khác bằng sức mạnh của mình, Takenaka đã chán nên đã học cách kiểm soát năng lực của mình. Lý do khiến cậu rời câu lạc bộ tâm linh là vì ở đây chỉ toàn lũ ăn chơi qua ngày, chứ không ai hứng thú với ngoại cảm cả. Tuy nhiên lần này đã khác. Mop cùng các thành viên đã thể hiện thành ý, khiến Takenaka mủi lòng mà chấp nhận giúp sức. Kế hoạch của cả nhóm là sẽ hẹn nhau rủ Tome đi săn UFO vào đêm giao thừa tại núi Dorofune. Với kinh nghiệm 10 năm tay lái yêu, Regen được nhờ làm tài xế. Hậu quả là cả bọn lạc mất lối cho người leo núi. Đã thế xe còn gặp vấn đề giữa đường, rồi lạc nhau, rồi mất phương hướng, rồi chán, rồi mệt, rồi quên sách niệm gọi UFO. Sau khi tam tai qua đi, Thái Lai đã đến. Cả bọn đã tìm được đường leo núi và lên đỉnh an toàn. Tưởng rằng đi cảnh vậy là xong, thì khứa Takenaka bắt đầu bày trận và chắp tay làm lễ. Lý do khiến cậu sáng nay đến muộn là bởi dành cả đêm để nghiên cứu cuốn sách Tome hay đọc, đến độ thuộc rau rau cả bài khấn. Mọi người bắt tay cùng nhau thực hiện, nhưng thực tế có làm bao nhiêu cũng vô ích, bởi tay tác giả cuốn sách vốn là kẻ lừa bịp. Nếu đã ra nông nỗi này, thôi thì chuyến đi này coi như là kỷ niệm, đánh dấu một thanh xuân đầy nỗ lực. Trong khi ai cũng chấp nhận sự thật, thì cu đầu nấm lại không. Mop quyết định dùng công lực cùng mọi người thần giao cách cảm với người ngoài hành tinh. Tuy Mop đã có dấu hiệu thấm mệt, nhưng sự nỗ lực ấy đã thu được trái ngọt. Người ngoài hành tinh quả thực đã đến. Qua lời mời của họ, cả bọn có một chuyến du ngoạn ra ngoài vũ trụ, thậm chí kết mối giao hảo với chủng tộc ngoài vũ trụ thông qua những món quà chia tay. Không chỉ có những món quà, mà một cu trong hội còn được làm rể hành tinh kia. Trải qua dăm năm trải nghiệm tình cảm ở đó, khứa ấy đã được đưa trả về trái đất. Mỗi tội mọi ký ức ở đó đều tan biến. À, nói về tình yêu, hãy cùng đá qua câu chuyện của Mop. Từ thời thò lò mũi xanh, cu đầu nấm say như điếu đổ cô bé crush, ước mơ được sánh đôi bên nàng luôn trực chờ trong trái tim của Mop. Mop ngỡ sắp được ở gần bên crush khi sắp chuyển lớp, thì thầy giáo báo tin crush sắp chuyển trường, không thể để nàng rời đi như vậy. Mop quyết định phải ra tay ngay và chóng. Vốn dĩ mê nàng chẳng có lý do, nên Mop cũng chẳng biết tỏ tình sao cho mượt. Vậy nên cậu đi hỏi xung quanh xem thế nào. Tổ đội Zimmer với tư tưởng bắp to không lo chết đói, cứ tập là gái tự bâu. Đội tâm linh cho rằng Mop nên cắt tóc cho đổi vận, bởi đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Ichi thì nghĩ Mop nên xem xét cẩn trọng, tránh thành cu ngơ. Đến phiên Regen và O thì thôi loại, hai ông ế thì làm nên chó trống gì. Trên đường về, Mop gặp Teruki. Tuy trải qua ba mối tình nhưng khứa đầu vàng toàn được tán, chứ chưa từng phải đi cưa. Thôi thì theo quan điểm cá nhân, Teruki khuyên Mop quả đi trước là quả khôn, lên sẵn một bó hoa là ổn áp thôi. Tối hôm đó, bằng tất cả sự tự tin của mình, Mop đã gọi điện cho Crush và thành công hẹn nàng gặp sau buổi học ngày mai.
Nhưng ngày hôm sau, thành phố Gia Vị gặp biến cố lớn. Một con quái vật đột ngột xuất hiện, tàn phá mọi thứ nó đi qua. Sau khi hay tin, Teruki đã lập tức đến nơi con quái vật ấy đang di chuyển để ngăn chặn nó trước khi quá muộn. Teruki biết con quái vật đó, nhưng chưa kịp nói hết lời thì cậu đã bị trúng đòn văng xa tít mù khơi. Danh tính con quái vật đó chính là Mob đang ở trạng thái vô cực cảm xúc. Vòng lại vài phút trước khi mọi sự xảy ra, trên đường đến gặp Crush, trong một nỗ lực cứu một thằng nhóc, Mob đã bị ô tô cán. Mọi người cứ nghĩ rằng Mob đã ra đi, nhưng đó lại là lúc cậu bộc phát, để rồi trở thành một con quái vật như bây giờ. Thậm chí cậu còn sẵn sàng hạ thủ với bạn bè và những người vô tội chưa kịp di tản. Trước sức mạnh quá khủng khiếp này, Teruki chỉ có nước dùng hết sức bình sinh để kích hoạt skill mạnh nhất giới anime, gợi nhớ ký ức, nhằm bật công tắc Mob trong con quái vật kia. Và cậu đã phần nào thành công. Khi phần nhân đã thức tỉnh, dẫu chưa thể kiểm soát được phần xác, nhưng ít ra nó cũng đã ngừng dùng linh lực. Từ đó Teruki có thể dùng nốt sức tàn để cứu người khỏi đống gạch vụn. Nhưng vì quá lao lực nên Teruki đã lịm đi ngay sau đó. Mob lại tiếp tục hành trình di chuyển của mình để đối chọi với thảm họa cấp thần thế này. Chính phủ đã cho phép các linh lực gia hắc ám ra tay, nhưng kẻ duy nhất có thể làm nên chuyện chỉ có thể là tổng trưởng. Ngay khi chạm chân đến chiến trường, ông đã làm màn intro với combo đòn vật lý, nhưng tổng thiệt hại bằng không. Thậm chí nếu không nhanh chân thì ông đã nằm một đống rồi. Để trả đòn, tổng trưởng áp sát tấn công, nhưng cũng dễ dàng bị vô hiệu. Mob cho thấy bản thân ao trình hoàn toàn. Nếu không có thằng con show kịp ứng cứu, có khi tổng trưởng ăn chuối cả nải cũng nên. Không để hai bố con hàn huyên lâu, Mob liền ra đòn ngay lập tức. Tổng trưởng húp trọn đòn đó. Nhờ thế mà ông đã nạp thêm không ít linh lực. Theo kế hoạch, hai bố con sẽ cố gắng câu giờ để Mob thoát hết linh lực ra. Thế là win dễ. Hai bố con luân phiên tấn công, kẻ trước người sau nhịp nhàng, khiến Mob một phen bay giữa ngân hà. Dằn thêm cho chắc, hai bố con hợp lực tung một đòn kame trực diện về phía đầu nấm. Tưởng rằng đã gây ít nhiều thiệt hại nhưng không, Mob chén sạch. So vội lao tới tăng thêm áp lực, nhưng bị đầu nấm nhìn ra mà ra chiêu trước. Và khoảnh khắc đó, tổng trưởng đã lấy thân mình ra che cho cu con. Giờ mà Mob ra cú kết thì đời hai cha con cô lựu luôn. Bất ngờ đầu nấm lại có phản ứng, phần hồn trong cậu đang đấu tranh giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Tổng trưởng muốn tận dụng lúc này để lấy thân mình làm vật chứa, hút cạn sức mạnh của Mob, tương tự như cái cách khứa đầu nấm từng làm. So kịch liệt phản đối, nhưng đây là cách tốt nhất để tổng trưởng có thể bảo vệ gia đình mình và trả giá cho những tội ác của bản thân. Nhưng khi đối mặt với việc gia đình ông sẽ mất đi người chồng, người cha, ông lại không đành lòng, nên đành hèn nhát lần này mà rời đi cùng con trai. Mob lại tiếp tục hành trình tại trường học. Ritsu đã cảm nhận được anh trai có biến, liền khẩn trương chạy đến hiện trường. Chính cậu là người đã chứng kiến sự thay đổi của Mob sau lần bạo phát đầu tiên. Từ một cậu bé thoải mái biểu lộ cảm xúc, dần trở thành một người chỉ biết che giấu. Giờ đây người anh cảm xúc đã trỗi dậy. Hai bản chung gốc rễ giờ đã dung hợp, không thể lường trước được điều đáng sợ gì sẽ xảy ra. Và rồi hai anh em đã chạm mặt, tuy bề ngoài quái vật, nhưng Ritsu vẫn tin rằng anh trai sẽ không làm hại mình, nên rất tự tin catwalk thắng đến. Mà không biết ở bên trong, Mob liên tục cầu xin cậu dừng lại. Nếu lỡ có bề gì thì hết cứu hẳn. Thôi khỏi nếu, con quái vật sử dụng linh lực trói buộc Ritsu. Mob đã cố gắng hết sức kiểm soát cơ thể, nhưng hoàn toàn bất lực. Nếu như giờ Ritsu có bề gì thì có lẽ Mob sẽ ân hận cả đời. Nhưng trong khoảnh khắc nguy ngập ấy, Ritsu bất ngờ bộc phát 100% sức mạnh. Khao khát được tâm sự với anh trai đã kích thích cảm xúc của cậu. Chỉ cần phá hủy bó hoa Mob cầm là Ritsu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chuyện đâu có dễ như vậy, nhất là khi phải đối đầu với Mob dạng quái vật. Cậu đã cố gắng hết sức nhưng cũng vô vọng. Sau cùng thì Ritsu vẫn bị đánh bại, chỉ là cậu ít thương tích hơn so với người khác mà thôi. Bên trong Mob hiện tại là sự va chạm giữa hai bản thể, giữa Mob và Shigeo. Shigeo luôn khao khát sống tự do, và giờ đây cậu ta đã được thỏa mãn. Chính cảm xúc mãnh liệt được gặp Crush khi bị tai nạn của Mob đã bộc phát khiến Shigeo thức tỉnh. Và sau biến này qua đi, Mob sẽ biến mất và Shigeo sẽ lên thay. Tuy bản thân dần tàn, nhưng Mob vẫn cho rằng khi ở trong bộ dạng này, Crush sẽ chê. Còn đối với Shigeo, đây mới là bản chất để kiểm chứng cô gái kia. Chỉ vì Crush hết hứng thú với siêu năng mà Mob đã tự vứt bỏ sức mạnh của mình. Tuy thay đổi vì người mình thích là không sai, nhưng tại sao phải làm như vậy? Sở dĩ họ thích Crush chỉ đơn giản vì trong một thế giới chối bỏ, cô ấy chấp nhận sức mạnh này của họ. Mob không thực sự yêu Crush, mà kẻ đó là Shigeo. Ngay cả ông thầy Regen đang bám đuôi họ kia, Shigeo biết anh là kẻ lừa đảo, lợi dụng trẻ vị thành niên. Chỉ có Mob là luôn kìm nén sự thật đó. Nhưng với Shigeo thì không. Sau bao nỗ lực, Regen đã đuổi kịp cu trò, nhưng đó chỉ là phần xác. Mob đã biến mất. Shigeo chính thức kiểm soát cơ thể và tạo ra một cơn bão lớn hơn, cuốn phăng Regen bay tứ phía lung tung. Anh thầy tưởng đã đến cực hạn, nhưng do không từ bỏ, Regen vẫn ngoan cố để chạm đến cu trò nhỏ. Nhạc nền đã nổi, những dòng ký ức bắt đầu chảy ngược. Khoảng cách là rất gần rồi, nhưng Shigeo say đéo nít, sức cùng lực kiệt rồi, nghỉ thôi Regen. Nhưng anh thầy ngoan cố vờ lờ, thậm chí còn chặn đòn của Shigeo bằng tay không. Kể cả khi bonus thêm linh lực cũng chẳng xi nhê, bởi hiện tại Regen đã được một nhân tố bảo kê. Bất ngờ chưa ông bạn già? Ma lúm gửi lời chào trân trọng nhất. Ok, đã khống chế tạm thời đòn đánh.
Giờ má lúm chuyển mic cho Regen thông não, nhưng Regen muốn phòng riêng tư nên bảo má lúm ra ngoài chơi. Regen thừa nhận bản thân chẳng có cái vẹo gì cả. Ngay từ đầu anh chỉ là một khứa lừa đảo. Kể từ lần đầu gặp Mob, biết cậu vốn nhiều vấn đề nên đã dựa vào đó để chi phối, lợi dụng cậu. Cư xử cứ như là sư phụ thật vậy. Để kết thúc lời thú tội ngọt ngào, Regen muốn học trò biết rằng con người ai cũng có hai mặt cả. Ở mỗi mặt đều có những điểm tốt và xấu. Chẳng phải nhờ cái mặt lừa bịp của Regen đã đưa số mệnh của hai thầy trò va vào nhau hay sao? Chính những lời nói đó của anh thầy đã tác động đến Mob và Shigeo. Hai phần linh hồn sẽ hòa hợp lại để trở thành Kageyama Mob Shigeo 100% nguyên chất. Thanh niên đầu nấm đã trở lại và giờ là lúc đi tỏ tình. Sau một hồi má lúm và Regen đợi kết quả, không nằm ngoài dự đoán, Mob đã bị từ chối. Thậm chí Crush còn không coi Mob là bạn khác giới. Nhưng giờ cậu đã không còn cười cho qua nữa, mà cậu đã khóc. Cứ khóc cho đã đi, rồi chuẩn bị lo sửa sang lại cả thành phố là được. Một thời gian sau đó, mọi thứ quay trở lại về với vòng xoay của nó. Mọi người đều có lối đi riêng và thành công với những dự định của mình. Alo alo, kính thưa các viewer yêu quý. Tôi biết cuộc sống vốn dĩ rất nhiều thứ khó khăn khiến chúng ta muốn từ bỏ, nhưng đừng tiêu cực quá nhé. Hãy tìm đến tích cực, mà không tìm được thì hãy vào page Facebook này này. Tên của nó là Phim Này Hay Phết, chuyên bàn luận về phim, meme phim hay là tìm phim. Hãy vào đăng ký ngay để trở thành phết con. 100% sẽ vui. Nếu mà không vui là do anh vịt, còn tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.